Boshi Saran, nam diễn viên bị hai bạn gái cũ tố giả tạo, bạo hành đến mức phải nhập viện là người như thế nào? Mọi chuyện bắt đầu từ dòng trạng thái đầy ẩn ý của Grace Chalista, bạn gái cũ của Boshi Saran, không làm việc trong làng giải trí. Netizen xứ Chu Vàng nhanh chóng nhận ra những lời tố cáo đó nhắm tới Boshi Saran. Cụ thể, Grace Chalista, bạn gái cũ của nam diễn viên, đã đăng trạng thái tố cáo một nam diễn viên giả tạo, ngoại tình, bạo hành mình. Dù cho bài viết không chỉ đích danh ai, nhưng cư dân mạng Thái Lan đều hướng mũi rìu vào Boshi Saran. Sau khi bài viết ẩn ý này của Grace được lan ra rộng rãi khắp các trang mạng xã hội, Boshi Saran phải đối mặt với vô số lời chỉ trích và xúc phạm. Cùng ngày, nam diễn viên đã cùng luật sư tới đồn cảnh sát để đưa đơn kiện trang báo tung tin tức anh là nhân vật được ám chỉ trong bài đăng của Grace Chalista. Drama tiếp tục lên đỉnh điểm khi tình cũ của nam diễn viên Trái Tim Băng Giá lại đăng thêm một status với nhiều tình tiết gây sốc khác. Cô tố cáo một người bạn trai cũ không chung thủy và bạo hành trong thời gian quen nhau. Cô từng bị đánh đập, bóp cổ, đập đầu vào tường đến mức phải đến bệnh viện chụp cắt lớp não. Dù bao nhiêu năm trôi qua vẫn không thể tha thứ được, nhất là khi nhìn thấy người yêu cũ vẫn sống yên vui. Dành cho những ai chưa biết, Grace Chalista và Boshi Saran từng có 3 năm hẹn hò trước khi chia tay. Cả hai chính thức được ai nấy đi vào cuối năm 2018. Dưới bài viết dài của Grace, cư dân mạng Thái Lan dùng mọi sự chú ý vào bình luận thả tim của Yao Pim Thong, một người bạn gái khác của Boshi Saran. Từ những dấu hiệu này, dư luận lại dậy sóng và chỉ mọi mũi diều chỉ trích về hướng Boshi. Trước những lời ám chỉ và sự tấn công của cư dân mạng, trên Instagram cá nhân, nam diễn viên đã có động thái đáp trả bằng việc đăng tải vết sẹo khá sâu trên tay trái, cùng dòng trạng thái. Vết sẹo này từ đâu mà ra, tôi vẫn chưa bao giờ nói ra. Tôi đủ đàn ông, tình yêu dù đã kết thúc như thế nào thì vẫn luôn đẹp đẽ. Người đã không còn hẹn hò nhau cũng không cần thiết phải chà đạp và nói xấu theo chiều hướng không tốt. Ngay lập tức, tình cũ của nam diễn viên cũng có động thái đáp trả bằng việc đăng tải những vết thương trên cơ thể của mình. Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở drama giữa Boshi Saran và Grace Chalista, Dao Bim Thong, một cô gái cũ khác của anh chàng, mạnh tay đưa đơn kiện anh vì hành vi bạo hành. Được biết, hai người này quen nhau sau khi Boshi Saran và Grace chia tay, khoảng thời gian mặn nồng của Boshi và Dao kéo dài trong vòng 10 tháng. Một hình ảnh đơn kiện được Dao Bim Thong gửi tới công an với lý do cô bị Boshi Saran bạo hành trong thời gian hai người quen nhau đã bị lộ ra ngoài. Hiện tại phóng viên chưa thể liên hệ trực tiếp với người trong cuộc, nhưng những người thân cận của cả hai đều từ chối nói về vấn đề này. Ở thời điểm hiện tại, khi cùng lúc bị hai bạn gái cũ tố cáo bạo hành, cựu nam diễn viên Đài 7 đang bị cư dân mạng tấn công dữ dội bằng những lời chỉ trích nặng nề. Drama này rồi sẽ ra sao? Hãy cùng theo dõi để cập nhật những chi tiết mới.